que vive comigo, Sim. a mãe já é falecida. A mãe é falecida? É falecida. Da tua mulher? É sim, da minha mulher mesmo, que Já está. falecida há quando? Já vai 1 ano. Um ano? Um ano. Tira só esse ano, tira. Ở bên đây, ở đây cho súng chỉ nó mới ăn các bạn. Bây giờ sống mà chậm. Thế, có gì à? Tao của gì à? Tao của gì à? Quý nào? Tao của gì à? Nghe bạn nói bảo không? Tao của gì à? Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình là Sơn Hạch. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Danny. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Mình Châu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại bản làng Tu Vi Ly nha các bạn. Thì cũng như mấy ngày vừa qua là cũng 3 ngày đấy anh này. 3 ngày rồi. 3 ngày là anh em mình là lên đây các bạn, là lần đầu tiên thì đến thăm bản. Lần thứ hai là phạt quần áo. Lần thứ ba là lên thăm do cái nguồn cái vị trí thuận lợi để khoan giếng đấy các bạn. Thì ngày hôm nay là anh em mình sẽ lên là thăm gia đình nhà bác trưởng thôn các bạn, trước khi muốn đến giúp cái bản nào đấy ấy, thì muốn đến thăm hỏi gia đình bác và cũng muốn trò chuyện và tâm sự với bác thêm để đi sâu hơn vào cái bản ấy. Đấy, vì là ngày hôm cho ta lên là người dân đứng rất đông nên nó khó nói chuyện, chỉ là nói chuyện quá chào hỏi quá thì không tâm sự được lâu dài đấy các bạn. Ồn ào quá. Ồn ào đấy. Cũng mấy hôm anh em mình lên về thầy hôm anh em mình lên lên để chọn vị trí để mà con giếng này. Đông ở đấy là đúng là dân bản ở đấy thì đúng là 70 hộ đấy các bạn, hơn 70 hộ một tí. Thì chúng mình là cái nhân khẩu rất là nhiều. Con cháu đâu? Con cháu rất là nhiều thì các bạn xem video cũng biết đấy. Mấy cái hôm anh em mình đến ấy, úi rồi là đứng người vấy kín luôn. Đấy thì bây giờ là sẽ vào nhà bác là thăm hỏi, thì cũng là có một bao gạo rau ăn và cùng một ít bím bím đấy các bạn, để lên mà là gặp trường hợp các nhà bác có nhiều em nhiều cháu con cháu hay như thế nào ấy thì phạt cho các em. Còn bao gạo này cùng dâu ăn đấy thì gửi tặng gia đình bác khi đến lần đầu tiên đến thăm gia đình bác. Đấy, vào đấy thì rất là mát, đặt khô cằn đấy các bạn. Đấy, có những cái cây này là bị héo không anh Thanh ấy? À, những cái cây này là không phải héo mà cả những cái đấy là củi thu. À, củi thu. À, lá rung để chờ mưa để đâm trôi. À, đúng rồi. Cũng nhìn cũng giống cây phương nhỉ? Cây phương mà, hả? Hoa đúng hoa phương, giống hoa phương luôn. Không, cái này mình khác chứ. Không, giống luôn. Anh ở Trường Thịnh Phú có mấy cây giống như thế này. Thôi thôi, bây giờ đi vào trong thôi thầy. Thôi đi thầy. Vâng. Bây giờ xuống đây. Đấy, cầm cái này nhẹ hơn đấy các bạn. Cái kia, bây giờ đủ nguyên tù. Đấy, giống như mùa thu luôn này. Đây này, em thấy không? Những cái cây này là lá nó vàng rụng thịt đấy này. À, đúng rồi. Chứ chỉ có chơ... Khổ hết đấy, chứ có gì đâu nữa, khổ chết đi. Chứ chơ mà mưa để mà đấm trôi thôi. À, những cái này lá xanh đẹp này. Thôi vào đây rất là mát mẻ nha các bạn. Úi giời. Rồi, tất cả những cái lá này đều rụng hết. Rụng như thế sau đây để mua mưa vào đi. Ở nhà bà trần thôn đấy các bạn. What are you? Como é tudo bem, sopa? Tudo bem, sopa. Bem-vindo. Tá com aí, Nuka? A minha visita. Sim, sim, sim. Obrigado. Yeah, ok. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Yeah. Boa tarde. Ui, giời. Thì em xong tour familia? Sí, sí, xong nhà familia. À, ta buồn đấy. Sí, 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 đấy, cái mùi lăn thấy xe mình để các bạn rất là đông. Hoy yo Basaki para quiero visitar a tu casa. Obrigado. Sim, quero ver da tua banda como assim. Porque aquele dia chegou aqui tem muita pessoa. Sim, sim. Ah, sim. Sim, sim, obrigado. É, aqui é na minha banda, é minha casa. Ah. É, este aqui, esse grupo aqui é a minha família. Ah, família. Que está aqui rodeado comigo. Ah, sim. E onde partilhamos junto, que nos ajuda nas atividades e outras coisas. Sim. É essa família penalizada, da forma que se vê. Olha, que precisa muito da ajuda desse povo vietnamita que vem aqui solidar conosco. Já, yeah, tá bom assim. Já. Yeah. Uh-huh. Então, pronto, boa chegada, vamos entrar na nossa casa lá é embaixo. É onde? Lá embaixo. É do rapaz. Aí, bác Đường Thôn, mời anh em mình vào nhà, các bạn. Đấy. Hình như đấy là cái tảo, anh thấy đấy. Cái lá táo có đâu là cái quả gì nó cứng ấy mới vẫn ăn được á. Nhìn giống lá táo cái kia các bạn này. Sốp à? Sim. Esse é folha de quê? É o pau chamado moquequete. Depois a fica assim? É, o fruto fica assim. Aí não táo de nữa. É um quả táo, táo. Nome é ele que chama? Moquequete. Moquequete. O fruto é este aqui. É isso? Quả táo lá. Ah, quả này không phải đâu, nhưng mà cái giống lá táo đây. Giống lá táo như đâu có gì. Có đều là không có gái các bạn, không có gái. Đấy, lá là giống mắt sáo, mắt trược là giống lá táo ở quê mình ấy. Quả táo đấy.
Tá bom assim. Sim. Já vamos já, para ver. Sim. Vê, đã đóng như còn, ui giời. É verdade. Đấy. É, mas mình cũng mua é. Kịp mua và bím bím lên nên đã đóng. É verdade. Voilà, lê. Vâng. Ui giời, ngày nào cũng như ngày nào mà bạn đấy mình đến là... Có mẹ phí xin ý? Lian sẽ ta bông? Ngan à, ông anh đâu cả? Phí xin ý? Đúng rồi, ta aprendeu cả cái coisa. Đây, đây, ui giời. Xí xí ao là. Đó rất đông. Không, yeah. Không khi nào thiếu người các bạn đi đến đâu rồi. À, cái này nhiều thật đấy. Ta bông đấy. Ella? Ok. À, đấy là nhà bà trưởng thôn. Thì bây giờ sẽ... Dạ, special, đẹp bôi vai vì nhá. Đấy, thì bây giờ để đi vào trong nhà bà trưởng các bạn tí sẽ ra là phạt qua sau. Fico sozinho, estou com umas crianças que vivem comigo. Sim. A mãe já é falecida. A mãe, é falecida? É falecida. A tu, da tua mulher? É sim, da minha mulher mesmo. Já é falecida há quanto? Já vai um ano. Um ano? Um ano. Đấy là vợ bà trưởng thôn là mất, nhà bạn mất được một năm rồi. Quanto que lia, já tem quanto filho? Tenho, já tenho 11 filhos. Ah, é bué, é muito. É muito. Aqui em Angola. Ah, sim. Aqui em Angola. Querem nascer muito. Quando nasce pouco, diz que você não presta. Ah. Então, todo o filho fica aqui já? Tudo mesmo está aqui. Vira fica trong próximo aqui? É, outros ficam próximos, ah. Sim. Lá trong nhà thì chẳng có gì các bạn. Đấy, ngoài bàn ghế cũng không có. Đấy. Ngồi anh em anh đến ngồi đấy thôi. Thì ở bên này thì bạn nào thì hầu như cũng như vậy đấy các bạn. Là cũng có ít. Thì ít nhà lắm mới có được ban ghế ngồi nước nối các bạn. Thì mình vào đấy mình cũng thông cảm và hiểu cho họ đấy các bạn. Cho nên ngồi đâu cũng được vì là mình đến thăm thôi mà. À cái số tiếng ông mà qua đuôi siêu, ở đến đuôi kia là? À cái xa, é um quarto só. À, lá é dormir? Sim, lá é dormir, aqui é sala. Ah, sim. Aqui é sala. E agora todo filho já vai casamento? Tudo? Não. Ah. Ainda os são os que fez o casamento. Ah, sim. O resto ainda não. À, là bác là có 11 người con đấy các bạn. Là mới chỉ có 2 người là thành lập gia đình, còn là 9 người nữa chứ lại người rất là nhiều. Bên này thì hầu như là bạn esse aqui tem 70 de casa, né? Sim, 70 casas. Mas tem muito pessoa. Muito pessoa. Aqui é então, nasceu muito. Aqui nasce muito, é. Então, aqui nasce muito. Quando nasce, aí lá sinh đẻ nhiều đấy các bạn, sinh đẻ nhiều. Cho nên là bảy mặc dù là 70 hồ thôi nhưng mà nhân khẩu thì rất là nhiều. Đấy cũng như các cái video vừa qua mình cũng đã xem, à, các bạn cũng đã xem đấy. Là nhìn thấy được cái số lượng người dân ở đấy gọi là rất là đông. Thì aqui Dubai do aqui na bude fazer fazenda nada. Aqui fazenda não tem. Ở lúc ta fica lá em cima này. Đấy ở đây mình ngoài bạc là đấy không trồng không làm trồng trọt đấy các bạn thì bạc bảo là khổ hẹp như thế này không làm được cái gì hết. Esse show chuva caiu? Foi só quando a chuva cair. Ah. E depois este ano está a cair pouco, pouca colheita, fome, ainda este ano. É. Normal, mas fome. Đúng rồi. É. Ở đây, những cái vùng này là ít bữa ngay. Nói chung là ở đấy á, là một năm chỉ có trong được một vụ thôi. Đúng rồi, một vùng. Nhưng mà ở đấy lại... Mua mưa. Nhưng mà mua mưa phụ thuộc nhiều tỉnh, nhiều huyện, nhưng không phải là ở đâu cũng mua mưa giống nhau đâu. Đúng rồi, biết là không là mưa thì không giống nhau, nhưng đang... như bác trưởng thôn nói à, là như ở đấy thì chỉ có một năm được một vụ. Ở trên đôi này cũng khó trồng vì là ở đấy các bạn ở đấy thì cũng như giống như ở quê anh Lindo, quê anh Domingo hay là những cái bản khác thôi, mua mưa là cũng mưa theo mưa kiểu đậm mấy đấy, mưa thoảng quá thôi chứ không có là mưa dầm mưa đấy đâu, thì đất cũng không ngậm được mấy đâu. Mà một phần mình ở trên cao nữa. Đúng rồi, trên cao. Cao gọi là mưa ô ạt một lần đến ra là khoảng cỡ 10 15 phút 30 phút. Có trồ mưa thì khoảng lâu thì cũng là khoảng 40 phút. Là mưa xong một cái là trời nắng lại là cũng khô đất luôn. Không có tìm được đâu ạ. Đấy, các bạn lên đây thì cũng có mua một rau ăn, nó cũng như một bao gạo. Dạ, xúc à. Em sẽ ôi dưới bánh bí ta. Quero parecer para ti aqui, já. Obrigado, senhor Tony. É um gesto muito de louvar, de agradecer por este irmão de vietnamita que veio aqui nos ajudar com estes bens que até nós passamos não sei quanto tempo sem ver isto, sem comer o arroz. Então, hoje, com este bocado de óleo, com este arroz, é uma coisa de muito louvável. E de agradecer. Tá bom, assim. Assim é... Quando vai visitar, tem uma coisa para oferecer. Tá bem, obrigado. Então fica bem. Fica bem, sim. Esse lá são quatro de dormir? Sim, é de dormir. Ah, quero ver. Aí você vai xem que phòng ngủ của bác thế nào nha, các bạn. Đấy. Không có gì đâu. Cũng không có gì đâu nha, các bạn. Đấy, aqui. É aqui. Ở đây nha, các bạn, đấy là phòng ngủ của gia đình bác. Đấy.
Depois sou sozinho ou dormi aqui? É, dormi aqui sozinho. Ah. Não tem mulher sozinho. Ah. Ah. É o que aqui? Esse aqui é livros. Ah. É. Como tinha que dar dinheiro, mano? Esse é o radinho. Noticiário, para aproveitar o noticiário. Tá ouvindo bem? Sim, sim. Mas eu làm việc của bạn, mano. Cheque, sổ cheque, làm việc của trường thấu, mano. Trong nhà thường không có gì hết đấy. Hai chỗ ngủ thì cũng như thế này thôi. Chỉ ở đây là mấy cái thanh gỗ đấy. Đấy. Là gạt lên như thế này. Thì bây giờ sẽ đi ra ngoài là phải phạt bím bím cho các em nhỏ ngoài kia ra ngoài ngoài trò chuyện đấy các bạn. Ngồi trong này thì cũng không gian chật hẹp. Đấy. Ừ, trẻ con ở đấy sẽ đúng cái này. Rất là nhiều luôn. Dạ cho vào đi video này nhé. Máy là dự phòng đấy nha các bạn. Dự phòng là một ít bím bím đấy. Đấy. Fika bên nhá, Fika bên một tí đã. Fika bên. Người dân ở đấy có một cái đặc biệt là thấy xe người là vào đấy các bạn, là đến tập trung ở đông. Thì họ đến nghĩ đến là giúp các bạn. Dạ Taki nhá. Đấy. Dạ Taki. Máy là đi kèm vào là mua bím bím. Dạ Taki nhá. Cánh chân là xe bê Fika kì, nó sao? Nó sao, nó bật Fika. Nó là bê tì. Cả lý là bông hay gì? Đấy. Ai cho hắn đi rồi đâu? Ta kì ra tao mà. Đấy. À chứ anh mà mang vào sức bền. Hồ gia đình thì ít nhưng mà nhân khẩu thì quá đông luôn, quá nhiều. Bây giờ kì tao mà, tao mà, tao mà, bây giờ kì. Bây giờ kì. Nó cà view. Dạ. Ta kì ra. Ui giời. Đi cầu ấy. Giá xe tu. Đấy. Đấy, giờ cho người lớn cùng ăn. Đấy, người lớn là cùng phạt luôn đấy các bạn. Giá đi xe tu, xe đi đi gặp về tín. Giá ta kì giá. Đấy. Quá hay. Giá ta kì giá. Đấy. Đấy, ai cũng có qua cả ta kì giá. Đấy. Ta kì giá. Ui giời. Giá tình đấy. Giá tình. Dạ. Hai gặp cô. Hay nhiều cây giống như cây táo à quan. Đấy, và ngoài rất là mát. Đây đủ rồi, đủ rồi. Cho xe tôi đấy. Đấy thì gửi lại cho bác trưởng thôn lúc nào con cháu bác về thì bác sẽ bay qua cô cái bôi xe đi. À cho xúc à. Ờ bê ga cái đi bôi cái tính tính à cánh mai đi bôi ra xuôi xuôi nhá. Ta bê ga. Dạ. Đúng cô gái đây đúng cái đúng. Ở đây. Có mà. Tapi cá jun ta o o separado. Separado, separado. Só separado assim separado, um pouco. Sim, um pouco assim, casa lá, casa lá, casa lá, casa lá. Lá ở bản ở đây là cứ là đấy như thế này thôi. Cứ mà gia đình các bạn kiểu gia đình ở đây phía dưới kia rồi. É, se depois deu com o tempo quando ficar maduro começa. É, quando tá seco começa. Ah, só assim? É, começa depois. Seco começa fazer ainda? Ainda não. É? Ainda não, ainda falta. Ah. E também hoje não brotou muito. Não brotou muito. Este aqui, essa aqui come-se também. Ah, daqui que qua. Ah, come isso também? Come. Cuia? É, é cuia. Cuia. Aí eu bắt ở đến rừng rủ đấy. Đó. Đến rừng rủ mới có như thế này thôi. Cuia. Cuia ấy chứ? Cuia. Là tụi ta tiếp uva nên sẽ tiếp uva giống như quả nhỏ bên này các bạn. Hôm đấy là cây cổ nhiều nhất đấy các bạn. Đây là cây cổ nhiều nhất mà cây ăn quả cũng nhiều. Cây ăn quả tự nhiên đấy. Ê thì xuôi xuôi bara ở đây bố có mẹ nhé. Sí sí, là sẽ có. Thế mà vô chút sau khi đã là thì con mẹ tạm biệt. À, đừng đấy là nhìn không thấy được. Ê thì cái nó tính fazenda nữa đó kì. À, cái nó tính fazenda số tôi. Nenhuma. À, nó tính empresa. Đừng đấy là không nhìn thấy một cái ví dụ như hạt trong hành, trong ngô, trong này các bạn không có một cái nào luôn này. Nó tính nát à? Ở đi xuống cái đá này, giờ đi xuống cái này xé các bạn. À cái đó phải. Được rồi, đấy hạt giống người trong rừng luôn đấy chứ. Cái con nó cây hoang dã chứ có cây bên trong đâu. Đặt như thế này lại đâu ra mà trong được các bạn này. Nhìn khổ căn luôn. Xuôi xuôi xuôi. À cái nó tính fazenda số por causa da água, só tem pequenas hortaliças, mas não é suficiente. Giống xuống kia, anh em đứng ở đi ở đến giống nha các bạn. Hiện tại là đang đi ở đến giống, đi xuống đấy. Đấy, đá này, ui dồi.
Tình hình này mà nhìn này, anh Tuấn và anh Giang lên khoan giếng thì đúng rồi. Nhìn đá là cái ngán thôi. À cái sốt chép cái này rồi. Đấy, đá toàn đá là đá mà. Tê rô xa giá chi. Thì à, giống, đúng rồi, giống như mình ở, giống như mình ở trên núi cũng có những cái cây như thế này thôi. Trong núi thì có những cái cây và đá như thế này thôi. Có sim nữa anh ấy, sim. Bên Việt Nam mình vào rừng này nhiều hoa sim. Quả. Sim. Ừ. Đúng đá, đúng đôi núi là phải, toàn đá không. Sì, aqui tem muito pedra aqui. Tem muito pedra. Isso aqui, pedra, foi assim também. Nhà đám này. Nhà đám mà còn chết hẻ luôn. Esse também morreu aí. Isso. Isso aqui. Chanda. Não, tá morrendo por causa da chuva. Assim vai recuperar no tempo da chuva. Đấy. Nhà đám này các bạn. Isso aí, não tem água. Nhà đám mà còn chết này, chết khô luôn này. Pouca água. Khô hẻ luôn. Không còn lượng, con sống, rồi đá như thế này. Chết rồi mà, có như... Pouca água. Ừ. Đúng bản này là bản thuộc khó khăn nhất trong 6 bản mình đang giúp đỡ đây này. Đi cả cái bản khác nó có cái nguồn nước suối để mà có thể mà không đấy thì múa máy bơm nước đấy bạn và vòi lên là bơm. Nó đã tê pedra. Yeah. Đúng là cái bản này là anh vẫn đi các bản mà như thế cái bản này là nhìn người dân vẫn bất lực nhiều cái đấy. Đúng anh thì anh đấy bạn nhà bạc cái năm trước cái đôi ấy anh em anh đi xuống đấy là đôi dốc này đôi dốc bắt đầu thoải xuống nhân này bắt đầu xuống đấy đá này đấy. Cả đám mèn cũng ra đuôi á, cả đám mèn cũng cẩn thận đấy, đá rất là nhiều, không khác gì hết thầy. Bây giờ, đấy đá này còn giống như cái núi luôn. Sao bà xin số sen ta kia đấy? Đây là xin sen ta kia. Vào đây thì giống là như thế này là hết rồi nha bạn. Thôi có quả nó ăn được không nhỉ? Xin nói cô mèn ấy. Também esse só que falta madura, come-se. Come também? Esse aqui come-se, esse aqui que está um pouco maduro esse. Ainda deixa comer eu acho, não vai dizer que Essa aqui come-se. Come? É. Vai morrer. Não morre. Vai ver. Đúng là bạn khó khăn nhất đấy. Olha. Vào đấy đúng nhìn kiểu giống bất lực đấy các bạn. Bây giờ nó ta bên Madura. Anh toàn đá. Nó cho Omaha. Sao mà cho Omaha? Omaha. Súng với đây cây. Súng. Súng. Đấy súng đây. Cái bang này. Bang đâu? Bang anh. Súng chín rồi rõ ràng đấy chứ. Đây, kém này. Súng cái bang này. Hả? Bang rú đi. Đâu, quả súng này ở quê em, quả súng này. Rồi chết của anh lại có bang rú. Đâu, đây đây là con súng mà súng chín rồi. Đây. Nào, đồ xì, comer đồ xì. À, đồ xì, xin. Em chỉ quan được cô dễ, muốn được comer também. Ok. Dá para comer, essa está verde. Không đẳng không các bạn ơi. Ui giời. Món này trả không? Không trả tiền nào luôn. Chỉ cái này báo thôi. Em sẽ comer com o cabo. Ok. Sim. Eu espero só quando ficar assim. Hả? Eu começo assim. Assim. Nós tu também comer isso. Ok. Nós só quando quer. Quando ainda. Em sim tem muito, dentro tem muito de mosquito. Ah, mosquito, sim. Esse é melhor. Esse é verdade, isso aqui é melhor, não tem. Isso aqui tem problema. Aí já sumo neve, các bạn. Tem mosquito. É do dentro. Đang cắm luôn. Minhoca. Tem minhoca, isso mesmo. Các bạn. Rất là hay. Bicho. Khám phá. Gosta desse, da verdura? Nhiều cái này. Nghe cái. Gosta dessa verdura. Ở đây không muốn về đâu, các bạn ơi. Giờ đưa một sức phảo hảo ở đây là ngồi ăn đây luôn thôi. Ngon này. Esse aqui é um salário do Vietnã, mas... Sim, sim, eu sei. Sempre é guardado, como é que isso está muito cuia aí. Muito cuia, né? Yeah. Aí, bạn, trong xe, lúc nào thì cũng phải có là một lò muối, một cái nha, bạn. Muối chậm, hào hào, chua cay, có mặt trên mọi miền. Hãy bây giờ thử một quả sống đấy. Ok. Como é que isso? Ok. Como é? É... Chúng ta đâu come? Nada, não como isso. Hã? Não come isso? Eu não como cru, não. Aí, bên này là không ăn sống như thế này, nha, con. Anh đâu provar com isso. Cô bà con ơi, tira cho ese này, tira nha. Yeah. Ở bên đây, ở đây chơi súng chín mới ăn này các bạn. Ui giời, súng này mà chậm. Thế, cô gì à? Sao cô gì à? Cô gì à? Sao cô gì à? Cô gì à nào? Sao cô gì à? Này, bạn nó bảo ngon. Sao cô gì à? É por isso que eu... É por isso que eu... Não comer? É por isso que vocês são mais resistentes na saúde. Come isso, a verdura faz bem no corpo. Não, tá bom. Tá bom. A verdura faz bem. Faz bem, a verdura faz bem. Nós só quero comer assim, tá bom? É verdade. Ô, Val, é rico todo agora. Muito bem. Aprendemos a comer hoje uma coisa que nunca comemos. Đừng nuôi mặt mẹ, súng mới có.
Muối, muối rất ngon này. Muối ngon này. Sao khỏe à? Cái này mà súng này phê ướp ấy, lá chanh ấy, tỏi, gừng, muối sồi. Chắc vậy được. Muối sồi đấy. Ăn nó đẳng cấp luôn. Không nói hướng dẫn cho người dân là cái súng này phải làm. Ngon này. Cứng chắc vậy. Mình thích ăn quả nó nhỏ ấy, đừng nên cay ăn thế này bằng. Muốn cuối rồi đấy. Chắc vậy, chắc vậy. Chắc vậy, muốn cuối. Nãy bùi. Không? Thôi. Anh biết để sáng mùa có giả bùa bà sáng. Anh nói cho con xin đưa mà xin. Nuka có mẹ xin đưa. Nuka giả có ít tưởng. Còn sáng nuka. Anh biết mà có giả bùa. Bông. Sống ăn quả quả. Biết giả sống. Thế bạn. Sẽ. Chết đấy cầu mới. Lấy giáo sổ. Ngon tên cả tuyệt vời. Thế chô. Không có gì chế hơn nữa. Thôi bác đến thắm cho bạn Trần Thôn này. Bạn Trần đi dần một vòng quanh núi đi con. Đúng rồi gặp được một cây súng ngon. Không ngờ là gặp được một cây súng này đấy luôn. Cũng biết được. Bông đấy. Đấy bạn Trần Thôn thôi bà bảo là chúng tôi không ăn cái quả chất chín đâu. Nhưng bây giờ chậm về mùi hào hào ấy đẳng cấp. Como sou para falar assim? Tá tudo bem, tá cuidado bem. Nós nunca comemos, nunca provei pela primeira vez. Nunca comemos isso assim. Ah, sim. Nós esperamos quando ficar madura. Afinal, quando ficar madura, não cuia. Ah, é. Ah, já tem provado, tem, já tem provado assim. Já tem provado. Ah. Tá bem. Aí, xe lúc nào phải phong thủ cho bạn một lò. Không không bao giờ thiếu được muối hào hào. Mà bây giờ anh em mình sẽ lên đến kia. Để xin bạc rồi thôi đi đấy. Đi rồi. Có báo đây. Sao mà? Ở mình đâu ông bố của nhá? Tạm biệt. Ở bố đâu tí ra? Mà nó chết lên là tí ra. Tí ra chỗ. Nhà tí ra chỗ. Tí ra chỗ mấy mùi mùi chỗ. Đấy, đưa về muối. Thì hôm sau là cùng Hải tôi. Để hôm sau là để lấy đây hướng dẫn người dân cách muối súng để ăn đấy các bạn. Để bố ông vui pha dê, ông có nhà bên, cô tay, công phô là đi lìm màu. Đấy. Các món quà rất là quý hiểm nha các bạn. Đấy. Bên này ở bản mình ở đấy mà kiếm được sống khó lắm. Mẹ cuống bớt lắm. Ok các bạn thì hôm nay lên thăm nhà bác trưởng thôn tại bản làng Tu Vi Ly thì bác dần đi xuống xuống quanh một vòng núi đi các bạn. Đây bây giờ đi bộ lên mới đến đây ngồi thở. Ta cả sa rupe. Quando andava in aquele baixo de assim, quando levantava assim, ta cả sa muito. Aqui, sa rupe muito. Uma vez vou abrir tudo aqui, já? Para fazer isso, para comer. Já. Já? Tá bem. Yeah. What I mean ya hono votra sujana salingwa ya. Si si. Yeah, what in ya hono kutala pe mbolyo soba. Yeah, kuyo kutala pe no kumupinda ola mashi na bashapo binyangwe bikunda. Bagwe chito ya bashapo mbolo poto na ebilia. Bali ya bishwa menji kumwe kwese chimwa kumere sa koza guru. Ai batra thon. Binya mbushka sa. Batra thon na noi. Mbolyo ya. Mbolyo la hona ya jan ka ka ngem mi di dan chung 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 Então, já sabia da tua casa aqui, então fica bem para depois eu vou passar já. Tá bem, obrigado por essa sua visita que você fez hoje aqui na minha casa. Yeah. É de louvar e agradecer porque essa sua presença seja muito dispensável para esta minha família e a comunidade geral aqui do Tuvili. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình cũng đã tranh thủ thời gian cùng anh Thạch, cùng hai em Châu và Dani là lên nhà bác trưởng thôn thăm thì ra về là cũng có món quà các bạn súng xanh về để ướp muối. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó ở bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Hola ale. Chào. Chào. Obrigado, ya. Obrigado, Tony. Sí, sí. Sí, sí, obrigado. A velo. Ya, obrigado. Chao, ya. Sí, sí. Tala, fica bem, ya. Ya, bueno, un poquito, ya. Sí, sí, ok. Ya. Ya. Todo criança, chao, ya, vela. Chao, ya. Ok.